Xin chào anh em, tầm giá 9 triệu thì có tìm được điện thoại ngon hay không? Câu trả lời là có, nếu anh em chọn mua Redmi K70. Vậy thì Redmi K70 ngon như thế nào? Đầu tiên là về giá bán, mình đang cầm trong tay là phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, và mình mua với mức giá chỉ 9 triệu rưỡi thôi anh em. Và năm nay mình thấy phần mặt lưng Xiaomi họ làm rất là đẹp anh em, nó giả cái vân đá hay còn gọi là vân mây nè anh em thấy không, khi anh em nghiêng các ánh sáng khác nhau á thì nó sẽ lập tức thay đổi. Mặt lưng này thì theo cảm quan của mình nó được làm bằng nhựa. Tiếp đó anh em sẽ có phần khung viền là khung kim loại. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn. Cạnh dưới chúng ta sẽ có khe sim, mic, cổng Type C, loa ngoài. Cạnh trái thì hoàn toàn trống trải. Cạnh đỉnh chúng ta sẽ có mắt hồng ngoại, mic. Về sim và thẻ nhớ thì Redmi K70 hỗ trợ một khe cắm sim, gồm có hai khe cắm nano sim và không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Phía trên mặt lưng sẽ là một cụm camera được thiết kế với bốn vòng tròn đều nhau, và cụm này sẽ có camera chính là 50 megapixel, hỗ trợ công nghệ chống quang học OIS, và chúng ta sẽ có camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera chụp cận cảnh 2 megapixel và một đèn flash LED hai tông màu. Chưa hết, anh em sẽ có một màn hình 6.67 inch tấm nền OLED hỗ trợ 68 tỷ màu, HDR10 Plus nè, rồi có Dolby Vision nè, và đặc biệt độ sáng lên đến 4.000 nits. Màn hình này cho chất lượng hiển thị rất là tốt, phần viền được Xiaomi họ làm mỏng nên rất là đẹp, rất là sang trọng. Và chúng ta sẽ có một camera dạng nút ruồi với cảm biến 16 megapixel. Màn hình này cũng có tần số quét lên đến 120Hz và nó có cái chế độ tự động thay đổi tần số quét cho phù hợp với ứng dụng và bản năng sử dụng, cho nên sẽ giúp tiết kiệm pin. Và màn hình này cũng hỗ trợ độ phân giải tối đa lên đến 2K cộng, ngon lành cho anh em. Về cấu hình phần cứng thì Redmi K70 được trang bị con chip đến từ Qualcomm, đó chính là con chip Snapdragon 8 Gen 2. Chiếc máy của mình thì nó sẽ có dung lượng RAM là 12GB cộng thêm 4GB RAM ảo nữa, rồi bộ nhớ trong là 256GB, viên pin là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120W. Và đặc biệt Redmi K70 được cài đặt sẵn giao diện HyperOS thay vì giao diện MIUI quen thuộc, và giao diện này được chạy trên nền tảng Android 14. Về phụ kiện thì ngoài cách tông học quen thuộc là cái màu chủ đạo màu đen cùng với những dòng chữ được ép nhũ thì chúng ta sẽ có gì? Ở đây mình sẽ mở ra cho anh em xem. Mua điện thoại Xiaomi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều phụ kiện. Đầu tiên là một chiếc hộp nhỏ nè, bên trong sẽ có que chụp SIM nè, rồi có sách hướng dẫn sử dụng nè, có một cái ốc lưng. Ốc lưng năm nay thì Xiaomi họ làm màu đen, không còn là trong suốt nữa và cũng là vừa dẻo. Tiếp đó thì anh em sẽ có một củ sạc 120W nè, rất là ngon lành luôn. Và sau cùng là một sợi cáp chuẩn USB Type C. Và màn hình thì cũng được Xiaomi họ dán sẵn miếng dán bảo vệ, cho nên anh em không cần phải đi dán thêm. Về loa ngoài thì Redmi K70 được trang bị hệ thống loa kép với âm thanh nổi, và chất lượng âm thanh thì mình thấy nghe cũng khá ổn. Mình sẽ mở thử một bài nhạc để cho anh em nghe này. Về khả năng bảo mật thiết bị thì Redmi K70 được trang bị cảm biến vân tay đặt ở bên trong màn hình, cho nên rất là tiện dụng. Chúng ta cũng sẽ có khả năng nhận diện gương mặt và tốc độ nhận diện thì cực kỳ nhanh chóng. Đánh giá về khả năng quay video và chụp ảnh trên Redmi K70 thì mình có thử chụp một số tấm ảnh trong một cái môi trường ban đêm với đầy đủ ánh sáng, thì anh em thấy không, hình ảnh có độ chi tiết
rất là tốt, màu sắc rất là tươi tắn. Đây là ảnh selfie này nè, và đây là một số tấm ảnh mà mình chụp bằng camera sau nè, anh thấy không, cái độ chi tiết nó tái hiện rất là tốt luôn. Đây một cái đoạn video mà mình quay nè, anh xem thử nào. Đó, cái màu sắc nó tái hiện rất là đẹp, rất là sinh động luôn nè em. Và cái khả năng chống rung cũng rất là ổn luôn. Nhìn chung thì chất lượng camera năm nay mình thấy tốt hơn rất nhiều so với những cái dòng K trước đó của Xiaomi. Về hiệu năng thì mình thử đánh giá bằng AnTuTu Max, nó cho một số điểm cũng rất là ấn tượng, gần 1,5 triệu điểm, tức là cụ thể là 1.498.418 điểm. Và đây chính là điểm số chi tiết nè, điểm CPU, điểm GPU, điểm bộ nhớ vân vân. Và ở đây thì AnTuTu sẽ nhận thiết bị này là Redmi K70 luôn nha anh em. Chip xử lý là Snap 8 Gen 2 nè. Rồi đây là RAM, bộ nhớ trong vân vân. Nói tóm lại, Redmi K70 là một chiếc điện thoại rất đáng để anh em quan tâm và mua về sử dụng. Hiện tại mình đang sử dụng chiếc điện thoại này để làm máy chính, để trải nghiệm thì mình thấy rất là ổn. Thứ nhất là những cái app băng nè, mình xài rất là ngon lành, không có bị bất kỳ cái hạn chế nào luôn. Màn hình hiển thị đẹp, tần số quét 120Hz, rồi hỗ trợ độ phân giải lên đến 2K cộng, độ sáng lên đến 4000 nit. Nói chung rất là ngon lành. Rồi chất lượng camera thì cũng cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt thiết kế đẹp và nam tính mạnh mẽ với những cái hiệu ứng mặt lưng rất là ấn tượng luôn. Còn anh em nghĩ sao về Redmi K70? Hãy để lại bình luận cho mình và những anh em khác cùng biết nhé. Và anh em đừng quên, link mua hàng sản phẩm này mình cứ ghi bên dưới phần mô tả của video clip. Anh em quan tâm thì có thể nhấn vào để tham khảo và đặt mua nha. Và hình như mình thấy cái phiên bản thấp nhất là RAM 12, bộ nhớ 256. Redmi K70 sẽ không có tùy chọn RAM 8 hay là bộ nhớ 128 đâu.